Rồi, Thanh Phú xin chào quý vị, chào tất cả anh chị em. Tiếp tục video hôm nay. Hôm nay Thanh Phú lên vườn thăm lại những cái cây bonsai của mình. Thì khu vườn này Thanh Phú chia sẻ rất là nhiều video. Một khu vườn chung, có rất nhiều anh em chơi chung ở trên khu vườn này. Thì vườn ở thành phố Quy Nhơn quý vị. Đặc biệt khu vườn này anh em chơi hải châu rất là nhiều. Những cây thiên nhiên rừng núi, đặc biệt là hải châu. Hôm nay cũng đúng dịp mùa hoa trái. Thì video này Thành Phú cũng chia sẻ vài tác phẩm, trong đó cũng có hải châu, xanh, trắc. Có những cây thiên nhiên rừng núi rất là nhiều quý vị. Đấy, một khu vườn mà phải nói là rất nhiều anh em chơi. Thì thỉnh thoảng lâu lâu là Thanh Phú ghé lại thăm vườn. Tiện thể thì chia sẻ cuốn video. Cũng ngắn ngắn thôi, thời lượng cũng ngắn để anh chị em giao lưu. Có một số cây mà Thanh Phú quay chia sẻ về kích thước cũng như thông số và có báo giá. Đấy thì vừa rồi cũng có vài cơn mưa nên là ở dưới mặt sân cỏ rất là xum xuê quý vị. Phải nói là cỏ rất là thích nghi với mà khi mà trời đổ mưa đó. Mình làm sạch rồi vậy chứ mà khi mà hôm qua cơn mưa rồi là bắt đầu cỏ nó phát triển rất là mạnh. Đây, những cái cây mà hải châu dán đổ của những anh em. Đó, cái những cây đang nuôi. Đây, rất là nhiều bonsai quý vị. Hải châu nhiều lắm. Rồi, để đi vào chi tiết, Thanh Phú mời anh chị em mình cùng xem qua một số tác phẩm mà Thanh Phú chia sẻ. Đây là một tác phẩm cây tùng, hay là kim cương, tùng kim cương, cây thuần chậu. Và cây này được vào chiếc chậu cổ cũng khá lâu rồi. Cốt là cây này cốt La Hán. Vì cũng lâu rồi. Này mình cũng mua lại quý vị. Cái cốt này không biết Đài Loan hay La Hán này, nhưng mà nó cũng đỏ eo à. Ở dưới này nó có cái củ à. Ghép kim cương. Đây ghép kim cương thì nó cũng lâu lắm rồi. Nó thuần rồi. Đây. Và cái lá kim cương nó rất là sáng nè. Khi nó cho cái lá non này rất là sáng cây luôn. Đây là xây kích một người bê. Đây để anh chị em mình xem cái đoạn ghép. Đây mặt cắt của cốt chính ha. Đoạn ghép nè. Đây, ghép nó to ha. To hết rồi. Đây những cái đoạn ghép nè, ghép kim cương á. Đoạn ghép nó to hết á. Cây này cũng xả nhôm kẽm lâu rồi. Không còn nhôm kẽm nữa. Có cái củ nó bự lắm. Đó, cái hoành củ. Để quay kỹ kỹ cho anh em mình xem. Cây này nó tầm cũng mười mấy triệu quý vị. Nên là quay kỹ kỹ cho anh em mình xem cho nó lâu, cho nó chính xác hơn. Để anh em dễ giao lưu. Đấy, một cây mini. Nói chung là tầm một người bê quý vị. Cốt nè, có cái củ. Cái củ này đo tới 55. Cái củ này 55 nè. Còn cái cổ chỗ đây là 19. Cái cổ chỗ đây 19, cái củ 55. Còn cây chiều cao của cây là 55. Tổng chiều cao từ mặt chậu là 55. Còn tán là 89. Tán là dài 89. Đấy, ra tận tới cái mũi ngoài này là tới 89. Cao 55, tán 89. Cái hoành cũ này là 55. Hoành thân là 19. Còn cái chậu
kích thước cái chậu này là 40. Chậu 40, chậu cổ. Nhưng mà có một cái nó cũng bị răng. Chậu cổ mà bị răng. Đây, nó răng cũng mấy đường ạ. Báo cáo với anh em mà có mua thì lưu ý. Đây nè, có gia cố nè, răng cái chậu cổ răng. Thì gia cố lại nó cũng rất là chắc. Đấy. Cây này cốt chậu rồi coi mặt đế. Rễ nó ra cũng đụng cái mé chậu luôn rồi này, hai bên. Đó. Nhưng mà được cái hay là khi mà cái người đầu tiên mà người ta tháp kim cương đó là người ta chọn cái cốt đẹp. Nó có cái cũ nè. Đó, cắt cái đoạn cắt đốn nè. Ghép đoạn này xử lý nó bò lại nè. Anh em mà có những không gian mà vừa thôi cũng thích hợp đi chơi. Đặc biệt cái kim cương cái lọc nó rất là sáng nha. Đó, ok không quý vị? Cây này xả kẽm rồi. Này trên chủ nè. Xả kẽm. Nếu có cành nào vên thì về anh em đưa cọng dây vô mình cân chỉnh lại. Chứ còn nó cũng đi ra tán hết rồi nè. Thấy không? Đây, những cái dâm dương nó cũng lên cao hết rồi nè. Vậy là chỉ bắp gọn chơi thôi. Dâm dương lên tất cả hết rồi đó. Về cây này là giá là 18 triệu. Bao ship đến tận nơi anh chị em. Bao ship 18 triệu. Về kích thước thông số. Rồi chậu thì Thành Phú đã chia sẻ. Đấy, anh em nào có hộp thì giá báo là 18 triệu bao ship một cây kim cương. Đó, hàng một người bê. Nhưng mà một người bê phải hơi nặng nha, tại vì chậu nó tới 40 chiếc chậu cổ. Đấy, anh chị em nào cảm thấy hợp lý muốn sở hữu thì cứ liên hệ trực tiếp thông qua số điện thoại trên màn hình hoặc kết bạn Zalo. Đấy là số điện thoại của Thành Phú. Anh em mà có yêu mến Thành Phú thì giao lưu vài tác phẩm, một hai tác phẩm về chơi. Đó cũng như là một cái cây niềm quý vị. Rồi ok, còn có những gì thắc mắc thì anh chị em mình cứ liên hệ Zalo, Thành Phú sẽ giải đáp. Rồi, một cây kim cương, một người bê, 18 triệu, bao ship đến tận nhà anh em. Tiếp theo là hải châu quý vị. Cây hải châu. Cây hải châu này cốt nó to lắm. Nó có chân đế đẹp. Cây này năm rồi cũng xả kẽm. Năm nay cũng gần giáp năm rồi nè. Nên cái tàn nó phun ra rất là kín. Nhưng mà sau vụ trái này thì mình con tàn lại. Kè dây vô. Đây nè, hoa trái nhiều rồi nè. Đó, kín cả cây. Đấy, hải châu thì được cái mùa trái quý vị. Mình chơi trái. Cái phía bên kia trái nó ra nhiều, còn bên này bông nhiều. Cây này cũng khá là to. Cây này phải hai người bê. Anh chị em xem cái chậu nè, chậu lục giác mà đường kính nó tới 46. Một chậu rất là to, chất trồng nó nhiều nên hai người bê. Nhưng mà cây này nó có lũa. Nó có lũa nên chia sẻ anh em chơi thì chơi cho nó có dòng hải châu. Đây nè, lũa này. Chứ thật sự cái cây này mà nếu mà không có lũa nha thì giá trị tiền nó cũng khá cao. Tại vì cái cốt nó hay. Đấy. Đó, mình xả dây cũng gần giáp năm rồi. Thì sau đợt trái này mà kè lại, cắt gọn con tàn kè lại. Càng chơi nó càng đẹp tại vì nuôi đến tầm này rồi. Đây, qua đây anh em xem cái bộ cốt. Đây, cái dàn đế nè. Dàn chân ha. Đây, quá to không? Cực kỳ lực luôn. Tất cả các cái mầm mà nó ra dưới phần chân này. Đó, trên lưng đây cũng có. Đây có cái vết lũa thiên nhiên đây thôi. Đó, vết lũa thiên nhiên. Đây, cái dàn chân thôi thì tuyệt vời luôn. Quá cái dàn chân luôn á. Phải nói là nó có ba cái chân to. Đó, rất là khéo. Nếu mà mình tính chiều cao thì mình phỏng phỏng nó cỡ chừng 35 thôi. Còn cái tán nó thì khoảng 79. Tán tầm 79.
cái quỳnh quỳnh eo mà nơi cái đoạn rớt đây nè, khoảng tầm 42. Đây, anh em xem cái đoạn eo này nè. Đây, khoảng 42. Còn cái đế này thử coi. Cái đế này tới 85 luôn á. Ba cái chân đế này 85. Quá to không? Đấy, giờ phía bên này thì đậu trái rồi nè. Trái và bông. Cây này anh em mà sở hữu về là có trái chơi luôn nè. Đó, hoa trái chơi liên tục. Sau chơi hết một trái rồi mình con tàn lại. Đó, dưới đây bộ thân nè. Nói chung là cái cốt thân này nó cũng hay. Nhưng mà nó được nó lỗi cái là nó lũa bên kia thôi. Chứ cây này mà không lũa thì quá ok. Giá thì không có giá này đâu quý vị. Nuôi làm đây một chóp nè, bên kia một chóp. Ha. Cây nghệ thuật á. Thay lại cái chậu cho nó phù hợp nữa. Là cây này giá trị cũng cao tiền. Đó, hải châu mà tầm này cốt thì cũng rất là hay. Thì riêng về cái cây hải châu này hai người bê á, giao lưu anh chị em là 6 triệu. Bao ship anh em luôn, 6 triệu. Cây này hai người bê nặng. Chậu lục giác mà chậu lục giác mà 46 đường kính. Tức là gần 50 rồi đó. Đây, cái chậu này quá to này. Đó, bao ship đến tận nhà anh chị em, 6 triệu. Có một cây hải châu mà vừa có hoa trái đi chơi luôn. Đấy, anh chị em mình có ok thì cứ liên hệ. Đó, mọi thông tin chi tiết thì cứ liên hệ với Thanh Phú thông qua số điện thoại, kết bạn Zalo. Rồi, cây hải châu 6 triệu, bao ship đến tận nhà anh chị em. Rất là to nha, hai người bê là phải nói là có cây nặng luôn á. Tiếp tục cũng là hải châu quý vị, nhưng mà cây này nó bự hơn. Cây này nằm chậu chậu vuông 50. Chậu vuông 50. Cây này một cốt ba thân mà kiểu như nó bay. Cây này hoa nó cũng quá là nhiều rồi nè. Thì nuôi thì bắt đầu cốt từ nuôi lên. Đó, dần tán thì cũng tương đối đâu. Một cốt mà ba thân. Cây này dán bay. Có thể anh chị em mình về mình làm một tiểu cảnh đi. Rồi mình cho nó bay thấp xuống chút xíu nữa. Mình phối cảnh ở bên dưới. Cây này cũng rất là duyên dáng. Đó. Thì giá tiền thì rất là phù hợp anh chị em mình về. Đầu tư thêm một cái dĩa mỏng. Cái dĩa mỏng rồi gọt đá. Đó. Hoặc là nếu mình không làm được thì có những cái nghệ nhân nào mà người ta chuyên gọt đá đó, làm tiểu cảnh đó. Đó, mình nhờ người ta làm. Đó, thiết kế một cái tiểu cảnh bên đây, rồi bên này có những cái non bộ. Tại vì cái cây này cái tán nó dài lắm. Tán nó tới 1m6 lần. Thì làm một cái tiểu cảnh tầm trung là ok. Ha. Đó, còn chiều cao của cây là khoảng 79, tán 1m6. Thân nó tầm 23. Cái thân lớn này 23, còn thân nhỏ tầm 22. 21, 22, còn thân lớn là 23. Chậu này 50 vuông. Một cốt ba thân liên lạc. Đó, xây tán cái dàn nuôi. Thì hoa nó cũng có rồi nè. Đó, về rồi anh chị em mình xây dựng thêm. Đây, hoa rất là nhiều. Nó kín hoa rồi đó. Đó, hải châu, mùa hoa trái. Cái này mà làm cái tiểu cảnh đó, mới đẹp. Chứ còn mình vào chậu thì nhìn nó ít có đẹp. Đó, đây là nó có nồi đế nè. Mà cái nồi đế này là tiện thể anh chị em mình gọt tiểu cảnh rất là hay. Mình lật nó xuống chút xíu đi. Cho nó nằm xuống chút xíu. Cái ngọn nó nằm xuống chút. Làm cái tiểu cảnh. Thì nó phù hợp, nó đẹp hơn. Hơn là mình để chơi chậu. Đó, nếu anh em mà có biết nghệ nhân nào mà người ta chuyên làm tiểu cảnh á. Đó, mình nhờ người ta làm. Cái hải châu này rất là hay. Nói về có sân vườn mà trang trí ở trước thì quá ok rồi. Đó, cái thân này tới 23. Một cốt chậu 50. Cây này 4 người bê, rất là nặng. Đấy, ok không quý vị? Đó, anh chị em mình sáng tạo thêm. Thì đối với cây hải châu này thì giao lưu 15 triệu. Bao ship 15 triệu. Mà nếu anh chị em mình thật sự mà quá xa đi. Thật sự quá xa. Ở tích ở xa quá thì anh chị em mình hỗ trợ thêm cái tiền phí nha. Chứ gì cây này mà báo 15 triệu mà. 15 triệu mà bao ship thì thôi chứ. Tiền ship rất là cao. Đó, nếu anh chị em mình mà ở gần gần thì thôi. Còn nếu mà ở thiệt xa thì phải hỗ trợ thêm tiền ship. Đấy, về nhổ ra bưng cái nồi này mình thiết kế một cái tiểu cảnh. Chơi.
cây này nó cũng thuần khỏe rồi đấy. Ok không quý vị, nếu anh chị em mình ok thì cứ liên hệ với Thanh Phúc, 15 triệu bao ship. Rồi tiếp tục một cái hệ quái, đây là cây bình linh. Cây bình linh thì có nhiều anh em không biết cái cây này, nhưng mà thôi thì nếu mà chơi bonsai thì những cây này cốt mà nó hay thì mình cứ chơi thôi. Đó, cây này thì cũng vô một cái chậu hột xoài hoặc là một cái án mây, nhưng mà mình chuyển lại cho nó, xây lại cho nó đúng cái hướng. Tại hồi xưa người ta trồng phôi về đó, nên để nó cũng hơi trật hướng. Đó, hơi trật hướng. Cái chậu này dài 50, thì nếu mà mình vào lại cái chậu là khoảng tầm 55-60 gì đó, nhưng mà mình xây cái hướng này nó lại. Tại dạng cốt quái này đó. Cây này khi nó ra lọc nó đỏ đẹp lắm đó. Cây bình linh hệ cốt quái đó. Cây này thì chiều cao của nó tầm khoảng 50 thôi, mình khoảng 50 là tới cái đoạn nuôi đây nè. Đó, đoạn đây cốt quái đẹp mà đó. Thì cái đế này là khoảng 75, tổng cái chân đế này khoảng 75. Chậu này chậu dài 50. Thì riêng về cây bình linh này thì giao lưu anh chị em là 3,5 triệu bao ship 3,5 triệu. Đó, anh chị em nếu cảm thấy có thích chơi dòng hệ cốt quái nè, nó cũng hay nha. Ok thì anh chị em mình cứ liên hệ 3,5 triệu bao ship đấy. Vì mình thay lại chậu rồi xây cái hướng nó lại một chút cho đẹp, 3,5 triệu nha quý vị. Anh chị em lưu ý đây, cây bình linh cái lọc đỏ nó đẹp lắm hay. Đó, chơi hệ quái. Rồi bên này là một cây chắc này xây hai người bê nặng đấy. Cây chắc hai người bê nặng, cái đế này tới 1m1, chắc mà đế 1m1 này đấy. Cái mầm của nó ha, mạch của nó đây, hết chậu rồi. Chậu này chậu 60, chậu 60 mà nó kín hết rồi. Đế to đây, hoành thân cái đoạn nơi đây là khoảng 40 hay 40 nè. Còn cái chiều cao của cây là 68. Đó, tập chiều cao của cây là 68. Mà cái tán này tới 1m1 luôn. Một cái cành bay này ra đây nè. 1m1. Đây, cây này nuôi thì dàn tay cũng khá rồi nè. Dòng trắc mà nuôi râm thôi, nó khó lắm quý vị. Chỉ nuôi tay cho nó to rồi nè, thì cũng khá là tương đối với dàn tán. Đó, cây này cũng đã xả kẽm rồi nè. Đây, cái phần anh chị em xem. Đó, phần nuôi nè. Đây, phần nuôi ra cái cần nè. Đó, cái đoạn nuôi chỗ đây nè. Anh chị em để ý chỗ đây ha, nó to hơn ngón chân cái mình đó. Đó, một cây trắc. Cao 68, 8m1. Cái hoành eo của nó là 40. Đây, mặt bên này. Thì mặt bên này cũng khá tương đối, không có cái vấn đề gì hết. Đây, có cái lỗ sẹo thiên nhiên nó cũng bo đẹp. Ở chỗ này nó có đoạn lắc đi lên ha. Rồi, ok. Đặc biệt cái chậu này là chậu 60. Chậu 60 là rất là to, tầm 2 người bê. Một phần trên đầu cắt nè. Đây, mặt cắt bên trên cũng đã xử lý nè. Rồi quấn cái chủ trên này. Đó. À, về cái chắc này là 5,5 triệu. 5,5 triệu bao ship. À, anh chị em mình có hợp ý thì giao lưu, liên hệ với Thanh Phúc. 5,5 triệu bao ship cây trắc này. Đó, vì mình cũng vẫn chơi một cái chậu mỏng thôi. Vì cái form này chơi chậu mỏng nó hay hơn, chứ không có chơi chậu dày. À, chậu dày quá nó thô, đặt cái chậu mỏng thôi. Đó, cao 68, 8m1. Hoành thân là 40. Đế to, đế nó cũng là 1m1 luôn. Chậu 60. Đó, cây chắc này 5,5 triệu bao ship. Rồi anh chị em mình có ok thì cứ liên hệ. Đó, anh chị em mình chỉ có là thích cây hay không thôi. Rồi ok là gửi địa chỉ là Thanh Phú sẽ chuyển đến nhà, đến tận nơi. Đó, giá báo đã rõ ràng. Tiếp tục giao lưu anh chị em một cây xanh quê rất là già. Cây này văn nhân nhưng mà cốt lắc. À, cây này cũng cốt chậu. Này cốt chậu. Nó chiều cao của nó là 75. Cao 75, 8, 79. Thân nó phải tầm 18 thôi. Thân đây 18. Ok.
cây xanh này già lắm. Đó, rễ mình nó chạy ra ngoài chậu luôn rồi nè. Đây, nó tràn ra chậu ngủ còn rễ to nè. Đó, một cây xanh này cũng dễ chơi thôi. Đó, nằm chậu này là chậu 45. Đó, chậu tròn 45. Đây, anh chị em mình xem nó già mà nó lên lên ten nè ha. Rồi, vàng cốt tây nè. Dòng xanh đây xanh đọt đỏ nha nè. Khi nó ra là cái lọc nó đỏ nè. Đây nè, trên này nó đỏ rất đẹp nè. Đó. Nó cũng có vàng tán rồi. Còn riêng đây là vàng tây nè. Đó, vàng tây. Nhưng mà nó hay có một cái là được tạo một cái cành rớt nè. Hay cái cành rớt nơi đây. Nó rớt xuống như đây rồi nó buông những cái phần rễ nè. Thì thành phố quan đây. Đây anh chị em mình xem phía này. Bên này nó có một số rễ đa ha. Rễ đa cộng rễ nào mà không có thích hợp nó dư á, về cắt bỏ ha. Cắt bỏ. Đó, còn lại đây nè, còn cái bên mà cái cành rớt này mới hay nữa quý vị. Đây, cành rớt này nó buông mấy cái rễ đa xuống đó nè. Để kéo vô chậu cho nó có chất trồng ha. Riêng cái rễ này mà nó chạy ra mà nó to cỡ đây. Nó chạy xuống cái chậu nè. Ghê không? Đây, chạy xuống cái chậu, nó chạy xuống đây, nó bám luôn cái đôn luôn nè quý vị. Tại vì cây này để lâu năm ở trên chậu nè, nó bám luôn, chạy rễ xuống đây rồi đi rễ đất luôn. Đây, xuống đất luôn, nó tích đất luôn, nó lấy cái chất trồng, cái chất dinh dưỡng phía dưới luôn. Rồi cây này thì cái chậu với cái đôn nó dính lại nhau rồi, nhờ cây xanh này mà nó quyện với nhau rồi, tất cả các rễ nó ôm với nhau dính đó. Thì cây này anh chị em mình có chế tác được. Thì về mình thay cái chậu ha, thay cái chậu mỏng thôi. Rồi là cân lại cái vàng tán nè. Thả lâu rồi nó cũng vên rồi. Cân lại vàng tán. Cắt ra nó cũng ra tán hết. Đó, nhưng mà đặc biệt nó là đọt đỏ nghe. Đây. Nó lọc nó đỏ. Thì chia sẻ qua, cây xanh này cũng khá là nhiều cái chi tiết. Anh chị em mình có một cái ý tưởng cũng như sáng tạo vì mình làm thêm cho cây này đẹp ra thêm. Đó, cốt cách thì nó như vậy. Rồi, giá báo là 3,5 triệu, bao ship. Bao ship anh chị em 3,5 triệu. Một cây xanh quê phải nói là đọt đỏ. Đó, chơi hai mặt luôn, mặt nào cũng được. Đấy. À, tiếp theo, đây là cũng một cây hàng khai thác. Cây này là cây quýt rừng. À, cây quýt rừng thì nó có gai, thậm chí lá nó cũng có gai nữa nè. À, nhưng mà được cái là nó là lạ. Anh chị em mình sưu tầm chơi cho nó đủ chủng loại. Những cây mà những người chơi người ta chơi thì mình cũng sưu tầm để chơi. Thấy không? Đó, cây quýt rừng. Cây này nằm chậu lâu lắm rồi. Thì về có thể là anh chị em mình lọc bớt cái vàng xương ra. Lọc bớt vàng xương ra. Đó, nên nó lòi cái bộ đế ra nè. Rồi vàng xương nè, vàng cành, vàng tây, cây quýt rừng. Cây này thì chơi theo lối cắt giật. À, nguyên bản thiên nhiên về thì cứ vậy thả chậu mà nuôi thôi. Rồi à, sau đó chơi lối cắt giật chứ không có đi nhôm kẽm. Nhưng được một cái là nó có cốt nó cũng hay. Đây. Đó, quýt rừng. Anh em mà thấy quýt ta, quýt mình rồi chứ mà quýt rừng chưa thấy đúng không? Thì anh em mình sở hữu về chơi để biết cây quýt rừng. Cây này cốt chậu không? Những cái đầu cắt mà xưa đem cốt về nè, chạy rễ. Nhưng mà cái chậu này nó chật mất rồi. Tại vì nằm chậu đi quá lâu rồi. Chị em về thay một cái chậu khác. Thay cái chậu khác cho nó thoải mái hơn. Cho một cái chất trồng mới nữa. Thì cây này còn ok nè. Cây này chiều cao nó là khoảng 55. À, tán nó khoảng tầm 79. Còn quần eo chỗ đây 50 nè. À, tổng quần eo nơi đây 50. Còn nếu mà đo hết đế là tới 1m1 rồi. Đế trải 1m1. Và chậu này chiều dài là 68. Chậu chiều dài 68. Một cây quýt rừng. Đó, hàng thiên nhiên khai thác. Đó, cũng khá là ok dần tán. Chơi cắt giật cũng lạ lạ. Nếu mà bonsai mình săn lùng và siêu tầm cho đủ chủng loại. Đôi khi những cái cây mà anh chị em mình chưa biết tới nữa mà vẫn là cây bonsai. Mình chơi bonsai. Tất cả cây gì mà nó đẹp là mình chơi bonsai quý vị. Đấy. Rồi, riêng về cây quýt rừng này là giao lưu anh chị em mình 3,5 triệu, bao ship. Bao ship 3,5 triệu đến tận nhà anh chị em mình chơi. Ha, 3,5 triệu bao ship. Cây này ship cũng khá là nặng nha. Hai người bê mà. Đấy. Tán nó tới 79 lần.
đó, nếu mình đóng cái kiện là nó không phải gần 1 mét đâu. Cây này đóng kiện gần 1 mét. Chậu này chậu 68 nè, 2 người bê. Thật sự mà nói mà 3,5 triệu mà trừ tiền kiện ship ra thì cái cây này không còn bao nhiêu tiền đâu. Đó, anh chị em mình chủ yếu là thích cây siêu tầm về chơi. Rồi, anh em nào mà ok thì cứ liên hệ. Một cây quýt rừng đó, tàn tán đầu dày mình hết rồi, chơi cắt giật không, rất là khỏe tươi tốt. Cây thiên nhiên rừng núi. Một cây xanh nữa nè quý vị. Một cây xanh mini bám đá. Đây, cây xanh mini bám đá. Đây, cục đá nè. Cây này nó bám đá lâu năm rồi. Đây là mặt sau nha. Để Thanh Phú chút nữa qua mặt trước cho anh chị em mình ngắm. Đây là mặt sau nè. Đó, tiện thể thì Thanh Phú quay cái máy qua đây luôn để anh chị em mình ngắm mặt sau. Đó, cây này cũng không có kẽm. Đó, không có nhôm kẽm. Đang lực lưỡng một cây xanh quê. Một cây xanh quê bám đá. Rất là già. Da nó vàng không? Rồi, ok không? Để Thanh Phú qua mặt bên kia để anh chị em mình xem mặt bên kia luôn. Đây cái quần cổ nó này. Về cây này kích thước là chiều cao 50. Cao 50 tán 68. Còn tổng đế mà đo luôn viên đá này thì nó phải tầm 95. 95. Cái cổ này 22 nè. Cổ này 22. Cái chậu này chiều dài là 47. Nhưng mà cái chậu này nó chật rồi. Đây nè. Rễ nó hết rồi nè. Chị em về thấy chậu. Rồi ok, để Thanh Phú qua bên kia. Đây, mặt bên này mới gọi là mặt chính nè. Đây, chị em mình xem ha. Bám đá quá chừng luôn. Rất là lâu rồi, rất chặt nè. Đấy, nó nhè viên đá, nó cắn cái phần rễ này coi mốt hết nè. Đó, nó trải đây. Chắc có phải về anh chị em mình thay chậu rồi. Cái chậu này hết chất trồng rồi, nó chặt nữa. Có một cây xanh phải nó quá già ha. Đó, và cấu cạnh cũng khá tương đối. Nhưng mà bê thì một người bê. Ha, một người bê. Đó, nuôi thêm cái dàn tán nữa thôi, rồi tay nó mập ra chút nữa. Đó. Riêng về cây xanh này là giao lưu anh chị em mình 4,5 triệu bao ship. 4,5 triệu bao ship. Đấy, anh em mà có thích thì hãy liên hệ. Đây, cái nhẹ ha. Cây xanh già mini. Về mình phối vô tiểu cảnh cũng được, hay là có những cái hồ cá coi. Anh chị em mình tháo nguyên cái này nè, xách nguyên cái cục này ra luôn. Đặt vào thôi là ok. Tại vì nó bám vô viên đá này rồi. Mình tưới nước là nó hút nó từ đây. Không lo vấn đề gì hết. Khỏi cần chất trồng cũng được. Đưa vào cái hồ non bộ, hồ cá coi là thích hợp. 4,5 triệu bao ship. Cây xanh quê già bám đá. Rồi, anh chị em mình có ok thì cứ liên hệ Thanh Phú để giao luôn. Giao đến tận nơi anh chị em. Đó, chủ yếu anh chị em mình có thích cây hay không. Rồi xem cây, xem video, xem cây. Có chỗ nào thích hợp để mình phối cảnh. Mình phối cảnh cái mình đặt cái cây xanh này vào thì cũng quá ok. Rồi cũng có hai cái miếng cầu. Miếng cầu ta mình đó, miếng cầu tròn. Nhưng mà Thanh Phú thấy nó đang ra hoa rất là nhiều ha. Cây này hoa nhiều lắm. Đây nè, hoa nó ra rồi nè. Đó, mini chơi nhưng mà chưa thay chậu. Cây này còn chậu nuôi. Chậu nó xấu ha. Được cái rễ nôm. Đây, rễ nôm nè. Đó, nó cao thì tầm khoảng 32 thôi. Tán nó tầm cũng khoảng là 40-45 gì đấy. Đây, quay qua đây anh chị em mình xem cây mảnh cầu này. Mini. Hoa nè. Đây, có hoa chuẩn bị đổ trái. Đây, hoa này nó bung rồi nè, chuẩn bị đầu trái. Đó, cây này có dàn chân đây. Nhưng mà chậu này chậu nuôi. Đó, chậu nuôi. Có hai cây. Đấy quý vị. Rồi, một cây ha. Thì cây bên kia nó cũng khá là tương đối giống như cây này nè, một cặp. Nếu anh chị em mình mua một cặp luôn về chơi. Về thay hai cái chậu men mỏng mỏng thôi. Tại vì này nó dạng như đế nôm. À, đế nôm. Đó, cây, hai cây miễn cọc nè. Trái đó, hoa rất là nhiều nè. Rồi ok, để Thanh Phú quay cây bên kia luôn. Rồi báo giá anh chị em mình giao luôn một cặp. Đây cây thứ hai nè quý vị. Đó, mỗi cây nó có mỗi cái cốt đế nó khác nhau nè. Cây kia là đế nôm nó rất là cao, còn cây này đế nôm nó hơi thấp. Mỗi cây nó có mỗi vẻ đẹp khác nhau. Đây thân này. Đó. Thì những cây này là coi như là nuôi cũng lâu rồi. Đây chậu nuôi nè, chậu nuôi to. Đó, cũng ra hoa hết rồi.
ha. Đây. Đó, một cặp này thì kích thước nó cao cũng tầm 32 giống nhau. Nhưng mà cái phần thân này nó hơi khác. Cái cây kia là đế nôm nó cao, còn cây này đế nôm thấp. Nhưng mỗi cây nó có mỗi vẻ đẹp. Đó, nếu anh chị em mình giao luôn một cặp về chơi. Đây, qua bên này anh chị em mình xem đây này. Cây này nó cũng khéo với cái đế với thân. Đó, cây hoa này không? Đây hoa này. Đấy, mình cầu ta mình đó nha. Rất trái nữa thì quá ok luôn á. Nằm châu nuôi. Rồi, hai cây miễn cầu này giao lưu anh chị em là 2,5 triệu. 2,5 triệu bao ship. Đó, anh chị em mình thấy có ok không? 2,5 triệu bao ship đến tận nhà anh chị em. Hai cây miễn cầu mini đang hoa. Hả? Hai cây miễn cầu mini. 2,5 triệu bao ship. Rồi, vừa qua Thanh Phú chia sẻ cũng một vài tác phẩm bonsai quý vị. Anh chị em mình có hợp ý với cây nào thì cứ liên hệ với Thanh Phú để giao luôn. Mọi thông tin chi tiết cứ liên hệ với Thanh Phú hoặc là kết bạn Zalo quý vị. Đấy, thì cũng hôm nay Thanh Phú lên thăm vườn để chia sẻ một số cây để cần giao lưu đến anh chị em về chơi. Rồi, Thanh Phú cũng cảm ơn quý vị cùng toàn thể anh chị em mình bỏ chút thời gian xem hết video này. Hẹn lại anh chị em những video sau. Rồi, Thanh Phú xin chào.